đã chia rẽ chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái tình bạn của tình đồng môn, đồng khóa. Và chúng ta là một cái lớp rất đặc biệt, là chúng ta có rất nhiều người bạn rất dễ thương, rất tốt, và chúng ta vẫn duy trì tình bạn qua 40 năm. Thật ra ngày hôm nay 40 năm hội ngộ tại Seattle là một dịp để vui mừng và celebrate. Thì xin các bạn cho chúng ta một tràng pháo tay. Như rằng chúng ta liên hoan với nhau hôm nay, nhưng chúng ta luôn tưởng nhớ đến những người bạn đã ra đi. Và để giúp chúng ta tưởng nhớ đến những người bạn đã ra đi, tôi xin mời anh Nguyễn Đình Hiệp lên đây để nhắc lại tên của những người bạn mà chúng ta không còn được gặp nữa. Xin mời anh Hiệp. Trước khi chúng ta tưởng niệm và cầu nguyện cho tất cả những các bạn chúng ta đã quá cố, thì anh bác sĩ Lê Văn Thu sẽ có lên một vài lời để cảm tạ một vài các phu quân, phu nhân cũng như là các bạn đồng khóa đã giúp cho buổi hộ ngộ để được thành công mỹ mãn. Thì xin mời anh bác sĩ Lê Văn Thu. Thứ nhất là chúng tôi phải xin lỗi về vấn đề kỹ thuật, chúng tôi cũng lúng túng bây giờ còn chưa set up xong cái bộ mà cái slide show về các bạn đã đi, thành ra nhờ Thanh lo cái tình giúp. Thưa các anh các chị và thưa cả các cháu, thì chúng ta sở dĩ có cái cuộc họp ngày hôm nay được thành công là do nhiều yếu tố, mà cái yếu tố đầu tiên là cái ý nghĩa của 40 năm hội ngộ của lớp chúng ta, đó là cái quan trọng nhất. Và mà các bạn đã biết là cái 40 năm thì người Việt Nam mình có cái tiếng gọi là Hồng Ngọc, tức là kỷ niệm Hồng Ngọc, tức là 40 năm. Thì khi mà chúng tôi đưa ra cái ý kiến này thì có các bạn đã hưởng ứng ngay, và các bạn chính là những người đó đã khuyến khích chúng tôi tổ chức cái này, bởi vì nó có rất nhiều ý nghĩa. Đó là các anh như là Bùi Hữu Phước, như là chị Ngà, như là chị Đức, vân vân, có rất nhiều, và cả anh Nguyễn Thắng nữa, thì các anh các chị đều khuyến khích chúng ta nên làm 40 năm, chứ nếu mà để năm tới thì không còn ý nghĩa đó. Thì sau đó thì chúng tôi thành lập ban tổ chức. Thì ban tổ chức gồm, tôi xin được nói nickname cho nó vui, là anh Chế Liêm, anh Phước Cống, anh Hiệp Hấp, Thu Phong, anh Lộc Mạnh Thường Quân và Thắng Nghe. Và sau đó thì tăng cường ban tổ chức thì có các bạn như là Phú Đích,